Vâng, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Newstoot ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, như các bạn thấy thì hôm nay thì tôi sẽ làm một cái gọi là cái kính chắn gió cho xe hai bánh, thưa các bạn. Như các bạn biết rằng ấy, thì ước muốn về một chiếc xe gọi là che nắng che mưa ấy, đó là một chiếc xe ô tô thì nó khá là khó khăn. Rất là mong muốn, ở một cái khía cạnh nào đó chúng ta rất là mong muốn để mà có được một chiếc xe gọi là chiếc xe ô tô. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể dễ dàng được có được cái điều đó. Thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đó là chúng ta sẽ làm một chiếc kính chắn gió cho xe hai bánh, thưa các bạn. Như các bạn thấy thì để có thể làm được cái kính chắn gió thì chúng ta cần phải có một cái tấm kính gọi là kính Meca. Cái kính này thì nó cũng rất là an toàn, thưa các bạn, nó không dễ nào mà bị bể. Và chúng ta có thể mua nó ở bất kỳ một cái tiệm, gọi là cái tiệm vật liệu xây dựng, hoặc là những cái cửa hàng bán về những cái phụ kiện, những cái đồ để mà làm cái ngành nghề quảng cáo, thưa các bạn. Như là những cái tấm bảng hiệu chẳng hạn, chúng ta ở đó thì họ có bán rất là nhiều những cái loại kính Meca, thưa các bạn. Và cái vật liệu thứ hai chúng ta cần phải có ở đây, đó là chúng ta cần phải có những cái gọi là những cái miếng dán lột. Dán này thì nó gọi là miếng vải, những cái miếng vải lột và dán như thế này. Những cái miếng lột dán này thì chúng ta có thể mua ở rất là nhiều những cái tiệm gọi là những cái tiệm về bán về phụ kiện, về vải vóc, hoặc là chúng ta ra chợ chúng ta có thể mua dễ dàng mua được những cái miếng dán lột dán này, thưa các bạn. Và chúng ta sẽ cần 4 con ốc, thưa các bạn. 4 con ốc này thì nó sẽ gọi là nó sẽ cố định những cái miếng dán và những cái tấm mica này lại. Trước tiên thì chúng ta sẽ đánh dấu để mà tạo hình dáng, tạo cái kiểu cho cái kính chắn gió của chúng ta. Ở đây thì tôi sẽ phác thảo trên một chiếc phút lông. Tôi sẽ muốn nó cong như thế này. Chúng ta sẽ khoan 4 cái lỗ ở 4 vị trí trên cái kính Meca của chúng ta. Để có thể là khoan cho chính xác thì chúng ta nên ướm trước trên chiếc xe của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều những loại xe khác nhau và chúng ta sẽ ướm trên những cái loại xe đó để xem nó sẽ phù hợp với những cái vị trí con ốc như thế nào, thưa các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ dùng máy cắt để mà chúng tôi sẽ cắt định hình cái kính chắn gió của chúng ta. Các bạn có thể mang ra những cái nơi, những cái cửa hàng mà họ làm rất là nhiều những cái bảng quảng cáo thì họ có thể cắt một cách chính xác cho chúng ta. Nhưng mà ở đây thì tôi muốn làm demo nên là tôi sẽ dùng cái máy cắt của tôi để mà tôi cắt. Tuy nó hơi xấu một chút nhưng mà có thể nó là tạm được. Tôi sẽ cố gắng cắt cho nó thật là chuẩn nhất, thưa các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái khoan để mà chúng ta khoan 4 cái lỗ trên cái kính Meca của chúng ta để mà chúng ta cố định cái dây lột dán và cái kính Meca. Nếu các bạn không có khoan ấy, thì các bạn có thể dùng bất kỳ một cái vật nhọn mà chúng ta nung nóng nó đi và chúng ta gọi là xiên nó qua cái lỗ tạo thành 4 cái lỗ. Tuy nhiên thì tôi thấy khoan thì nó có thể định hình tốt hơn nên là tôi sẽ dùng cái cách đó là tôi khoan nó. Vâng, như vậy là thành phẩm của chúng ta đã gần như là hoàn thiện. Chúng ta có một cái kính Meca đã được định hình thành một cái kính chắn gió với 4 chiếc lỗ mà tôi đã khoan. Ở đây thì các bạn có thể thấy thì nó hơi bị méo một chút. Vì đây là cái kính chắn gió tự tạo thì tay nghề thì nó không được khá cho lắm. Cắt nó hơi bị méo một chút. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhờ ai đó hoặc là nhờ những cái lưỡi cắt nó chính xác hơn.
Ở đây thì tôi muốn làm demo để các bạn có thể thấy được cái kính chắn gió của chúng ta, nên là tôi sẽ làm một cách gọi là cơ bản nhất. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cố định cái kính Meca này bằng cái dây lột dán bằng 4 con ốc với nhau. Chúng ta sẽ cần khoảng 1 mét cái dây lột dán thưa các bạn, để chúng ta có thể cột cái càng lái. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái dây lột dán 1 mét và chúng ta cắt nó làm 3 phần, 2 phần 40-40, cột nó vào hai bên cái càng lái, tức là hai bên hông cái mặt nạ, và 1 phần 20 thì tôi sẽ cột vào cái cương chiếu hậu ở bên trái thưa các bạn. Chúng ta sẽ để cái chiều của cái dây lột dán này sao cho nó có thể khi mà cuộn vòng tròn lại thì nó có thể dán lại với nhau. Ở đây thì tôi sẽ để một cái mặt gọi là một cái mặt sấp và một mặt ngửa. Khi mà nó cố định với cái kính Meca này thì nó sẽ có thể dán lại với nhau được. Và bây giờ thì tôi sẽ gọi là tạo lỗ. Cũng rất là đơn giản thôi thưa các bạn. Các bạn có thể gọi là để có thể làm kỹ càng hơn ấy, thì các bạn nên đục lỗ một cách cẩn thận. Nhưng mà tôi thấy tôi có thể sử dụng ngay chiếc kéo của tôi để mà tôi tạo cái lỗ. Sau đó chúng ta sẽ siết con ốc lại. Có một lưu ý nhỏ nhỏ ở đây ấy, đó là chúng ta sẽ cần phải có những cái gọi là những cái lông đền tròn để mà lót, để mà nó có thể hạn chế cái sự nứt kính của chúng ta, nên là chúng ta cần có những cái lông đền và chúng ta cũng siết một cách vừa phải, không cần phải siết quá mạnh thưa các bạn. Vâng, như vậy là sản phẩm của chúng ta đã được hoàn thiện thưa các bạn. Các bạn có thể thấy rằng nó rất là đơn giản. Một chiếc kính chắn gió với hai cái sợi dây để mà chúng ta có thể cố định vào hai cái bên mặt nạ của chiếc càng lái. Ở đây thì tôi sẽ lấy một cái đoạn 20cm để mà tôi nối với cái, để mà tôi cố định cái gương chiếu hậu với cái kính chắn gió này để nó tạo nên cái sự chắc chắn hơn. Khi mà nó gió thì nó sẽ không bị lung lay nhiều thưa các bạn. Vâng thưa các bạn, như vậy là sản phẩm của chúng ta thì đã chính thức được hoàn thiện. Ở đây thì tôi có 3 cái dây cột lột và dán vào cái gương chiếu hậu là 1 và 2 cái vào 2 cái càng lái xe là 2 thưa các bạn. Và để có thể giảm bớt cái sự cọ sát và làm xước cái mặt nạ của chiếc xe thì tôi sẽ dùng cái keo nến để mà tôi là dán lại những cái miếng mút xốp để có thể giảm bớt cái sự cọ sát và làm xước cái mặt nạ của chiếc xe. Vâng, các bạn có thể thấy thì sản phẩm của chúng ta đã chính thức được hoàn thiện. Chúng ta sẽ chờ một chút để chiếc keo nến này nó khô lại thì chúng ta có thể mang ra và chúng ta gắn trên chiếc xe của chúng ta. Ở đây nó tiện lợi một cái, đó là chúng ta có thể dễ dàng tháo ra và lắp lại. Khi mà chúng ta chở con của chúng ta mang ra, chúng ta dán nó lại, giống như là việc chúng ta mang theo một cái ghế ở đằng trước cho trẻ ngồi á, thì chúng ta sẽ dùng cái kính chắn gió này, đại loại là như vậy. Tức là khi nào mà chúng ta cần dùng thì chúng ta mới mang ra, chứ chúng ta không nhất thiết phải gắn trên chiếc xe của chúng ta 24/24.
Vâng, thưa các bạn, như các bạn thấy thì trên đây tôi vừa mới hướng dẫn cho chúng ta để mà chúng ta làm một chiếc kính chắn gió cho chiếc xe hai bánh của chúng ta. Cái này nó rất là tiện lợi để mà cho việc chở con cái của chúng ta hoặc là cho những người già đi xe. Nó tiện lợi ở chỗ đó là chúng ta có thể tháo lắp ra một cách dễ dàng, tức là chúng ta sẽ không gắn cố định ở đó mà chúng ta có thể tháo lắp ra một cách dễ dàng và ai cũng có thể lắp được. Vâng, video đến đây thì xin được phép tạm dừng, và nếu mà các bạn thấy video này hay và thú vị thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.